Giờ anh em nấu ít mì ít cơm. Anh nấu nước. Đây xú ít xú nè các bạn. Mì. Có cơm mà anh cũng không ổn mấy, thôi anh xú ăn mì đi. Cắt xú ra. Bỏ vô thì bỏ mì tôm vô. Ăn cho nó ngon. Ở Tài Năng Phan Dũng các bạn sẽ cực kỳ thấy được cái cảnh này ha. Khó, nước cực kỳ khó kiếm. Khó lắm. Do đó mà đây, chai nước mời các bạn nha. Mời mọi người. Vô. Nó giống như rượu không? Ngồi đun đun vô. Gì không lấy được nét. Chưa có gì mà cũng có nét. Cái đó. Cái nữa. Ha, cái kia đó. Ăn mì ha. Ừ, mì ha. Ăn mì đi cơm. Mì đi, mì chỉ dành nước ha. Theo cái người đồng bào người ta nói thì mình có đi xuống đây thì đây là một cái con suối, nhưng mà muốn xuống mà từ cái theo cái đường từ cái Tà Năng chấp Tà Năng mà vô cái đường thác La Pào á là hình như chỉ có một hai con suối như này đúng không, mình biết con suối này thôi, có đường xuống ngon lành luôn nè các bạn ha. Thì mà dốc đứng luôn, dốc kinh khủng luôn á. Đây các bạn, anh em đã lấy nước mới đi, bắt đầu mệt rồi. Lộc may mà anh no. May là có nước này. Cung cấp nước đầy đủ. Bắt đầu lên và đi quay lại. Dốc. Hả? Dốc kinh khủng ha. Tại sao nó không, lúc mà nó đến điều này mà sao nó chỉ mình đường xuống dây xuống đó ta? Vô. Các bạn thấy dốc không? Đó cái đỉnh trên đó kìa. Mệt nghỉ ha. Có cây chống đỡ. Bắt đầu nắng rồi. Ghê ha. Đang lên ngọn đồi cao rất ngưỡng luôn. Xe đổ hình như nó xuống đây phải không? Đây là của các bạn. Vang một cái ba lô, hai chai nước. Mình vào chai. Ở trong đó thức ăn đầy đủ. Thực ra đầy đủ gì, có cơm gạo là đủ. Leo một cái dốc. Để tìm nước các bạn phải leo một cái dốc cực cao, cực khó khăn. 400m dốc. 200m là vừa sườn sườn. Thì mới tới được xuống được cái nước, khu nước này nha. Một cái con suối nhỏ như này. Rồi tới đỉnh rồi. Cố gắng lên. Hồi nãy cứ đi sợ là
đi cách xa nhau rồi sợ. Người Lộc nó đi xa xuống. Đi là dốc hào sức quá hả? À. Nhìn lại chặng đường mình đã qua và cố gắng chinh phục chặng đường sắp tới. Trời. Mệt quá. Hả? Lấy quá cái hết đỉnh rồi. Nghỉ. Xíu nữa thôi. Từ từ đừng có háo sức lâu coi. Ghê thiệt, mình đi vậy ghê thiệt. Gần tới đỉnh rồi. Có nước. May ăn rồi đó hả? Đói rồi quá. Lấy cái thùng bên kia đi. Quá dốc. Còn dốc mình còn một cái dốc nữa. Đây các bạn à, con đường này là con đường xuống đi lên tìm nước á. Con đường này có một cái cây lớn nha, chắc cây gạo lớn quá. Là ở đây mình chỉ biết từ khu này là cho có chỗ này có nước, đi xuống dễ dàng, có đường mò xuống, đúng không? Chứ những chỗ khác thì không biết. Cây gạo á. Lên tới kia là cái đường đi rồi, đi ra, giờ mình đi ra. Tập trước các bạn coi là lên xuống dốc bao nhiêu thì bây giờ lên dốc bấy nhiêu. Hôm nay lên dốc nè, bên kia các bạn, bên này lên dốc nè, kinh khủng, giờ bị chuột rút luôn á, dốc đơn giản đâu. Thôi nghỉ tí rồi sẽ tiếp tục, hơi mệt, giờ phải tiếp tục lên cái dốc này nè. Quay một khúc cho các bạn thôi, xem thôi nha. Lên cái dốc này tới là đỉnh kia kìa, bên đây nè. Giờ mệt quá chịu không nổi nữa là nghỉ để coi có sóng không. Núi ông bà bên kia, núi ông bà là nơi của thờ linh thiêng của người rất thiêng của người rất lây, đồng bào rất lây. Có xe người ta về rồi. Ở dưới kia trên đó có đường mà không nên đi qua đó, lạc á. Tức là cái người ta nói là có đường nè, đi vào một hồ qua con khai suối vòng lên kia, đó là đổi hai cái thông đó. Mình nói là tức là người ta nói, ông nói đi đường này xuống nè. Thank you.
biết. Tức là lúc đó sao anh? Cái lúc mà lúc nó lạc à? À. Lúc nó lạc thì nối đường thì mấy bạn nó gọi điện thoại thì nói là nó đi nối đường rồi. À. À thôi nó cứ đi đi. Nó không quay lại nữa. Mấy bạn nó là quay lại đi. Anh quay lại đi. Anh đi sai rồi đấy. À. Nó thôi đi nối đường rồi mà. À. Chắc nó muốn đi khám phá hay sao. Đúng rồi. Sau nó xuống dưới thác. Cũng chỗ cái chỗ mà cái đỉnh cái núi cái đúng cái đỉnh mà cao là đá là bên này. Ừ. Mà đường nó xuống là bên kia. À. Đường nó xuống là đường bên kia nữa. Vực đường bên không đường bên kia thà cái núi dốc mà đá này. Ừ. Nó không xuống đường này đâu, xuống đường bên kia. Tại vì nó đường đi đường hai cái thông mà. Đấy, đường hai cái thông. Ờ đi đường hai cái thông phải đi đường này. À. Đi đường hai cái thông là nó đi cái núi đá bên này. Nó đi đường bên kia. À. Xuống ngay xuống dưới thác mà chơi tay đổ thác. Tay đổ thác rồi cái túi nó với lại cái bịt ni lông rồi chả rồi cái gì là nằm trên cái dốc ở gì vậy? Thác cái thác. À đầu thác. Còn người không thấy. À. Người thì ngày đầu tiên thì đúng là ngày thứ năm, thứ sáu đấy. À. Ngày thứ năm thứ sáu là năm sáu ngày mất tích là người ta tìm thấy cái túi. Tìm thấy cái túi nhưng mà cái túi chỉ thấy cái túi với lại cái chả. Ừ. Rồi đồ ăn thôi nhưng mà không thấy người. Ừ. Thế nên là Playcan quay trên không á. Quay nhưng mà không thấy người đâu cả. Có người thì đi tìm tới thác bay kìa. Định à. Nó người ta tưởng tượng là nó sẽ đi qua thác bay tại vì nó cũng muốn khám phá mà. Ừ. Nó muốn khám phá, thằng này nó muốn khám phá. Ừ. Cho nên là mình thích đi bằng mình. Lúc đầu người ta gọi điện là nó lạc rồi mà nó không chịu nghe tại vì người ta nghĩ là chắc nó bị khám phá rồi. Xong có người đi qua bên kia tìm tới chắc dây lê, tìm cái dốc núi đỏ này. Yeah. Không thấy, nhưng mà người ta vẫn nghi là trên đấy rồi tại vì cái túi nó là nằm trên thác rồi mà. Yeah. Xong ngày hôm sau người ta thả dây mà đoàn của mình đi tìm là hình như 8-9 người. Anh là cũng nằm trong đoàn đi tìm. Đi tìm. À. Mà mình đi đường này này. À, đường này này. Đi đường này đi tới chỗ nó chết nhưng mà không biết nó chết nhưng mà nó nằm trên thác. Ừ. Mình ở dưới này mà nó chết 5-6 ngày rồi. Ở dưới này là múc nước nó uống luôn. Nước của thịt thèn kiệt. Ừ. Múc nước uống rồi nấu canh nấu cơm một hồ một đêm ngủ lên đấy một đêm rồi dí cá đó. Dí bắt cá rồi cầm cái súng đi bắn mấy con giót cái gì đó, con khỉ đó. Ừ. Rồi lên băng tay chỗ nó chết thì không biết chỗ nó chết nhưng mà nó chết trên thác nhưng mà mình ở dưới thác nhưng mình leo thác không được tại vì dốc quá có dê mới leo được mà mình trên đầu thác mình xuống cũng thế dốc có dê mới xuống được là mình đi gần chỗ nó chết thì trong người 7-8 người giống run run ở da gà rồi sợ quá mà không biết chỗ này tức là chưa thấy xác nhưng mà thấy xác nhưng mà mình cảm giác sợ. Ừ. Xong có tiếng giống người kêu à, nhưng mà à. Nước thác này chảy quá lớn không biết giọng người kia là giọng ai nữa người đàn bà hay người đàn ông không biết giọng ai nhưng mà có tiếng người kêu à anh nghe có tiếng người kêu à bên anh đi bên anh đi à mà tôi lúc đó là anh quay lại rồi chưa thấy xác gì hết anh quay lại đi đường này rồi à anh quay lại đi đường thác bay này dạ. Là top anh bên kia là bên kia là 5 người, bên này là bên kia 5-6 người, bên này là 5-3 người. Dạ. Yeah. Xong tụi tôi lên từ thác bay kia. Rồi ngủ ngay đấy, ngủ yeah. Ngay cái dốc này ơi á. Dạ. Yeah. Rồi 5 người là 5-6 người lên bên kia. Rồi nó ngủ ngay đây này. Cả cái đoàn người ta cái đoàn hạt gì đó bên công an tỉnh công an huyện thì là lúc yeah. Đó người ta mất tích cái anh Kiệt đó, người ta huy động à. Huy động cả tỉnh Lâm Đồng à, nghĩa là công an gì đó à, để... vào cuộc à. Để mà tìm kiếm yeah. Đấy. Cho nên là tôi ngủ dưới kia ngủ không được chắc à. Ngủ từ 8:30 tới 12 giờ ngủ không được ủa gì hai tự nhiên không ngủ được anh? Không được quan bình thường thì có ngủ được không đến bình thường thì nằm chỗ nào ngủ được hết à hôm đó lại ngủ được nằm chỗ này cũng ngủ được nè à. Nằm đứng này cũng ngủ được nè một mình trong rừng cũng ngủ được à. Mà lúc mình đi kiếm là ngủ ngay cái dốc mày ơi luôn chỗ băng bằng á chỗ băng bằng hay xuống dốc á yeah. Ngủ không được 3 người ngủ không được kỳ ha ngủ không được quan mình giống như là cái gì á xong
là chạy đêm luôn, chạy đêm từ đó. Tôi nói là nếu mà đi khỏi chỗ này là tôi ngủ được, mà ngủ ngay đây là không được, ngay đường nó đi là không được. Xong chạy từ đây qua cái chỗ đó là gặp mấy thằng anh em mình đi cùng nhau mà nó chia nhau tìm á. Yeah. nó đi đường này. À. Mình rút qua mình đi đường này tiếp là gặp nhau ngay đấy. Xong nó mới kể, nó là nghe thắc là bảo là không biết nữa, chắc có người kêu, chắc là anh kiện nó bị kẹt trong đá gì đó, nó có tiếng kêu nhưng mà không biết tiếng ai. À. Là có nước chảy mạnh quá, được thắc á. À. Chảy mạnh quá cho nên là không rõ tiếng của người kinh, là người đàn bà, là người đàn ông hay là cái gì á, mà nói chung là con người nhưng mà không phải thú, mà tiếng người mà. À. Có người hú kêu đồng hoàng. À. Xong là sáng hôm sau vậy tôi đi luôn, quay về đi lại ăn quay mì đi lại đi tới cái dốc đá đó, xuống dốc đá luôn. Hồi nãy xuống dốc đá không? Không xuống à? Không dám xuống. Ghê quá. Xuống dốc đá nữa, xuống đá, phải có dây phải xuống được. À, tới suối rồi là đi xuống suối, đi đường bằng á, đi tới suối chắc có 100 mét là tới đầu thác. Tới đầu thác là ghê lắm, nhìn thế này đâu phải dám nhìn đâu. Chặt chân một cái thứ nhất, thứ hai nữa có chẳng hạn mình đi có gió có gì coi là hay là rừng thiêng nước độc, nhưng nó có người đấy đằng sau ấy. À, sợ đúng không? Từ trên xuống dưới sát. Mình ở đây cũng như một quần sợ cái đó. Có thật người ta nghĩ là mình phải tin, nhưng ý là mình phải biết chỗ nào là tốt, chỗ nào là xấu. Cho nên là mình phải biết. Nhất á, nặng nè, mệt nè. Hai lần lên đó nhìn nước ngợp. Lên là cái mặt. Như bây giờ mới nghe người ta kể là. Đúng ạ. Thì cái đó nè, từ đá nhìn sang bên kia đúng không? Đứa đúng. Bên kia đúng không? Là có những cái ngôi mộ, đúng không? Người ta cố chôn đúng không? Thế là ngôi mộ là tại xưa không? Nhìn khiếp. Thì mở nó bỏ lên đó thôi. Thì là cảnh cái nào sẽ có được. Mình nên tránh xa những khu vực của người ta an nghỉ. Người ta nghĩ mình để anh nghĩ mình không có làm phiền. Mình đi. Mà, bây giờ tạm nhiên nghĩ lại cái cảm giác mình rợn người chứ. Bây giờ thì nghe thấy rợn người. Rợn người. Mà hôm qua đúng là mình leo lên đó là mình thấy rợn người rồi. À. Mặt tái mét à. Mặt tái mét. Ừ. Nhìn ví dụ cũng mệt mà nó không có an tâm á. Người mình không an tâm. Chứ đi trong rừng này có gì đâu không? Ngủ ngoài đường xó này đâu sao. Mà vô đó thì không an tâm. Hôm qua cho dù mình có cắm trại lùi ngược lại về á, mà vẫn có sợ sợ người. Khu vực đó mình cứ sợ sợ. À, cứ sợ đúng không? Thì hai chị đem giật mình chứ bảo. Mai đem giật mình phát. Thứ hai nè, mình tự nhiên đó, mình có cảm giác thế nào đó. Ừ. Không bao giờ mình lại cố gắng mình đi lên đúng không? Ừ. Xung quanh vực thẳm không? Anh cố gắng đi lên. Dừng rồi, khi là kêu là dừng hết rồi. 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 Lúc đầu á, khi ở dưới trên núi á, thì cũng muốn đi lên. Leo lên thấy đó là không còn cái tinh thần nào mà đi leo lên nữa. Mình cứ tưởng là bên kia là cái gì nó ghê gớm lắm. Là hết còn tinh thần nữa. Mình cách định mình có tí nhiêu. Mà sợ quá. Cảm giác là đầu lần cuối nè. Cho tiền không leo đó. Cho người ta ăn nghỉ, để người ta ăn nghỉ. À, bây giờ đi nghỉ ra. Chỗ đó là những chỗ của người này. Người ta đi mất không? Là không có chôn. Không có chôn. Người chăm hoặc là người gì đó. Mình không biết. Ngày xưa. Ừ. Bao ngày xưa chứ không biết ai. Nhưng mà cứ mất rồi. Lại lấy nó bỏ cho nó. Và không bao giờ ai dám vô chỗ đó, đúng không? Ừ. Dạ anh em chuẩn bị lên cái dốc này nha, dốc cuối cùng để lên tới ngã ba, để mà qua bên kia cùng hội họp với anh em thông với một số anh em nữa. Bây giờ anh em cố gắng ha. Đi thôi. Dưới đây là núi ông bà các bạn nha. Có những chuyện bí ẩn tâm linh mình sẽ quay cho các bạn xem. Có người nói đi lạc trong cái núi này kinh khủng lắm. Và đây bên này là núi Công Chúa, núi La Phào cũng là tâm linh kinh khủng.
chào các bạn nha. Lên thì mày đâu có xuống đâu. Chào các bạn, hôm nay Bảo cùng ba thêm ba anh em. Không, với hai kia là gì, Trúc với ai là Trúc, Tiến. Tiến. Bắt đầu là đi theo đi xuống thác Lao Vào. Nhưng mà hồi tập trước á, thì đi theo mình đi theo sang bên kia. À, có những cái câu chuyện tâm linh bí ẩn để dạy mãi cho các bạn xem. Giờ là mình muốn xuống thác bằng con đường mà của Thiên Kiện. Đi theo đây tới hai cái thông. Anh em đang đi đường theo cái đường trekking. À, khu này này đội gì đội hai cái thông đi ra, tức là đi ra ngoài cái chỗ ngã ba này, vòng sang hai cái thông để xuống thác Lao Phào đó. Thì xuống thác nghe nói là đi qua cái thông thì nó sẽ có vòng ngã ba đi xuống để phải, đúng không? Hiện tại là đã có năm anh em Lộc à. Mình đang gộp Bảo với Lộc, là mình gộp nhóm với ba anh em ở dưới đi sau bảy với đi lên. Thì bắt đầu đi lại theo con đường à, lên hai cái thông để rẽ xuống cái chỗ mà thác nước, mà đi theo cái thác nước đó sẽ tới cái thác Lao Phào. Không biết có kịp không, chắc không sợ không kịp. Tối nay sẽ ở dưới thác nước thôi, gần đó. Cái con đường trekking thực ra thì ở đây từ Tà Năng, từ cái chóp Tà Năng chỉ xuống tóc chóp Tà Năng là nặng mệt thôi. Còn con đường này các bạn thấy đi nhẹ nhàng, chưa có gì mà đáng kể cả. Bảo sẽ không quay cho các bạn xem là con đường này ha, khi nào tới bắt đầu tới hai cái thông mà Bảo sẽ có một cái clip cho các bạn tiếp theo tìm lại bí ẩn thác Lao Phào. Nếu bay được thì mình sẽ bay cho các bạn xem. Như thế khả năng trời này gió không bay được. Anh em đi trước đi. Đi sao nhỉ? Sao bà? Anh em đi trước. Ba lô nhiều quá ấy. Ba lô bên này có nặng quá không Tiến? Ba lô nhỏ bên này có nặng quá không? Bỏ lên cao quá. Chứ bỏ một nghiêng một bên này nó hơi nặng. Chào các bạn nha. Trước khi kết thúc cái video này thì mình xin tạm dừng và nói một cái số cái bí ẩn cho các bạn nghe nha. Đáng lẽ cái video này nó dài lắm, nó sẽ là cái chặng đường mình hai anh em tách khỏi đoàn để đi xuống một cái thác, cái dòng nước đó. Mục đích mình tách khỏi đoàn để mình tìm nước và ăn uống ở đó cho nó khỏe hơn Lộc với mình. Thì tuy nhiên không biết một cái lý do gì mà tất cả cái đoạn phim, từ cái đoạn mà bắt đầu xuống cái đầu nguồn của thác Lao Phào á, nó bị mất. Mình các bạn thấy ha, đây là cái hộp thẻ mình rất cẩn thận chép vào trong, trước khi lên ra mình thì chép vào trong cái máy laptop rất là kỹ. Nhưng mà không biết tại sao mà máy ghi âm á thì cũng hư luôn. Lúc mà xuống cái thác đó thì cũng hư máy ghi âm. Thứ hai nha, là cái thẻ về nhà kiểm tra thì có một cái thẻ 64GB lại bị mất. Thì cái thẻ đó chứa tất cả các phim. Tất nhiên là cái máy ghi âm đó, nó không có quay được cái chỗ đoạn đó, và không máy ghi âm đó, nó không có thu được âm thanh cái tải ở dưới đó, vì cái máy âm lúc đó xuống đó thì bị mất rồi. Các bạn sẽ thấy những clip bảo hành cái máy ghi âm của Bảo nha. Nhưng mà cái GoPro á, các bạn đang nhìn thấy quay này nè, là mình quay hết sức rồi mà tại sao mất lại cái lớp, mất cái thẻ đó. Mà mình rất là kỹ, mình chép cho ổ cứng đầu hàng mà bây giờ không thấy đoạn phim nữa. Thì bây giờ đành phải kết thúc cái tập phim ở đây nha các bạn. Hai cái bí ẩn đó nó làm cho mình cũng là thấy hối tiếc, thì mình không quay được những đoạn phim ở dưới buổi đêm tại đó.
Thứ hai là nói chung là năm anh em đi á, thì mình tách ra khỏi để tức là ba anh em á, thì đi con khúc thôi, không có thể đi nữa vì quá mệt. Và thứ hai là không đủ kinh nghiệm thì mình và Mã Lộc tiếp tục đi xuống cái thác đó, thì mình cũng ăn uống bình thường, mình quay và nói chuyện với các bạn bình thường. Nhưng tại sao lại bị mất cả video mà cả âm thanh luôn, thì mong các bạn sẽ thông cảm. Các bạn nói bây giờ còn phim được không, chưa tới thác là phào mà ha. Còn các bạn sẽ còn tập tiếp theo cho các bạn, và các bạn chờ đón tập tiếp theo nha.